Một cái nữa là mới vừa sinh ra vài tháng thì mẹ em không chịu nổi được cái sự khắc nghiệt của bên nhà chồng nữa, thì mẹ cũng đã bồng em để mà trốn đi, bỏ trốn đi. Nó tự nhiên đi, mà nó gặp nhau thì được cái người nào được mà cái nửa ghép trái tim nó vô thì em rất là mừng. Dạ, chứ em cũng không muốn ảnh hưởng gì con. Nó đừng đi đường theo em, anh thành tử nó chưa suy nghĩ tới, nó lo ăn học được tập trung lại, rồi chuyện này chuyện kia nó thành những cái chuyện đời, nó chưa có quen được mối tình nào hết. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Wow. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em xin chào chương trình. Con xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả. Không biết giờ này ở ngoài kia thì trời đã trở rét hay chưa? Nhưng tôi tin rằng hiện vẫn còn rất là nhiều người vẫn cô đơn giống như tôi và đang mong chờ một ai đó để sưởi ấm con tim của mình khi một mùa đông nữa lại đến. Tôi tên là Thảo Hiền, đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng mà vẫn chưa có ai sưởi ấm con tim của mình. Sinh ra quê ở Long An trong gia đình có gốc làm nông và có ba anh chị em. Công việc hiện tại của tôi là viết lách dạo, trước là làm biên tập viên biên dịch tin tức và hiện là đang khởi động lại bản thân để chuẩn bị cho một hành trình mới, một môi trường mới và một ở vị trí mới. Bản tin giới thiệu bản thân của tôi đến đây là xin kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chào biên tập viên, tưởng đâu MC giới thiệu chương trình trên truyền hình. Tên rất là dễ thương, Thảo vừa hiền nữa, dâu Thảo rể hiền đó. Mời nhà trai giới thiệu về mình đi em. Xin cho em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Mạnh, sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương và em làm nghề chụp hình. Hôm nay em 30 tuổi. Em ở Bình Dương với ai? Em ở một mình. Một mình hả Mạnh hả? Dạ. Còn Hiền ở đâu? Dạ hiện tại thì con đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận nào? Dạ con ở Bình Chánh. Quận Bình Chánh. Ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ vâng. Rồi Hiền chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn. Về ưu điểm của em thì là cẩn trọng trong công việc. Ví dụ như là sếp đã giao một công việc gì thì em sẽ cố gắng để hoàn thành công việc đó. Và thứ hai nữa là luôn nhiệt tình và giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Và thứ ba nữa là em luôn lạc quan trong cuộc sống. Tốt, quá tốt luôn. Rồi mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em đó chính là rất là nóng tính và rất là khó tính. Ví dụ như một công việc khi mà đồng nghiệp của em mà em đã nhắc nhở công việc mà một lần, hai lần mà nếu mà đồng nghiệp không có hoàn thành được á thì lúc đó thì em sẽ tự làm và kèm theo đó thì em sẽ la bạn ấy. Chỉ mong là có một kết quả tốt nhất, cầu toàn trong công việc. Đúng rồi, công việc nó phải vậy chứ. Cái body với cái giọng nói này mà kêu nóng tính thì tôi không biết nóng chỗ nào á. Dạ nhìn vậy thôi chứ thật ra thì khi mà em nóng lên thì... Thế về đừng có la chồng nha. Nóng tính khó với chồng mà la chồng nữa mệt lắm á. Nói Mạnh nghe chưa? Dạ. Em điểm mạnh điểm yếu em sao? Điểm mạnh của em thì em cũng biết quan tâm với người khác, biết chia sẻ khó khăn với người khác, biết lắng nghe. Em không phải là kiến trúc sư nhưng mà em cũng biết thiết kế nhà, sân vườn như thế nào cho nó đẹp, nó gọn, hợp lý. Điểm yếu của em thì em hơi bị thẳng tính. Có nghĩa cái thẳng tính của em thì nó đơn giản thôi. Có nghĩa là cái nhân cách sống á. Một người mà không tốt thì em sẽ nói. Chứ em không phải vì một cái gì đó mà em lại đi định người ta cái kiểu như thế. Thí dụ như em gặp ông chụp hình một cái cô gái. Dạ. Là em cũng thẳng thắn cũng được. Nhưng mà thí dụ chụp hình cô gái cô xấu quá, em cứ chụp hình nói trời cô xấu quá cô ơi. Em thẳng theo cái kiểu là trong cái nhân cách sống thôi. Chứ còn là có những cái là em đúng rồi thẳng. Ví dụ như một người mà nấu một món ăn nào đó mà chưa ngon chẳng hạn thì em sẽ không bao giờ chê một cái lời nào cả. Rồi, em gái, mấy mối tình? Thật sự thì đã trải qua 30 nồi bánh chưng nhưng em vẫn chưa có một mối tình nào. Đủ mối tình nào luôn hả? Dạ. U là trời. Trời ơi trời. Sao cuộc đời còn những người như vậy ta? Nghe thấy bất ngờ không? Dạ cũng bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Dạ. Rồi bên đó có mối tình nào chưa? Dạ em chào chị. Em cũng có hai mối tình ạ. Một mối tình đầu tiên thì ngày học xong cấp 3. Mối tình tiếp theo thì quen nhau rồi cũng nhiều cái điểm gọi là tương đồng với nhau. Thì em cũng rất là mến bạn này nhưng mà xong rồi bạn ấy lại quen người khác. Rồi em chia tay. Trà xanh xuất hiện hả? Dạ. Trong khoảng thời gian 2 năm nay thì em cũng không tìm hiểu ai. Em muốn là một cái duyên tình cờ nó tự đến. Nhưng mà không đến thì bây giờ em phải đi tìm duyên. Dạ. Em muốn tìm một người vợ thế nào? Thứ nhất là phải hiền. Hiền. Thứ hai nữa là trong cuộc sống thì ví dụ như có cái gì mà sai á thì mình sẽ sửa. Chứ mình không bảo thủ, không cố chấp. Đơn giản như vậy thôi ạ.
để chị qua bên đây. Cần người vợ hiền thôi em ơi, không cần gì hết trơn á. Mà hiền là em có thừa rồi đúng không? Dạ em không biết nữa. Rồi hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì về ngoại hình và về tính cách thì em lấy chú Quyền Linh làm hình mẫu. Không có nhiều thứ hai đâu. Bởi vậy có thể là về ngoại hình thì có thể là sẽ không cần quá đẹp trai nhưng mà cũng đơn dễ nhìn một tí. Còn về tính cách thì là em cần người bạn trai phải là thật thà, chân thành, biết tôn trọng và yêu thương gia đình, biết chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Đó là tính gia trưởng, phụ phu, ích kỷ và lăng nhăng nữa. Có không? Là không ạ. Đàn ông mà có mấy tính đó chắc cũng mệt lắm á. Mấy người đó chắc cũng chương trình không mời lên đâu. Ừ, ủa nhưng mà cho chị hỏi là lý do tại sao mà 30 nồi bánh chưng rồi mà em không có một mối tình nào hết? Thứ nhất là do em vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Thứ hai nữa là từ đó tới giờ thì em tập trung vào công việc học. Và việc vấn đề thứ ba nữa là em bị ảnh hưởng từ gia đình của mẹ em. Có nghĩa là mẹ em đã trải qua hai mối tình tan vỡ. Và mối tình đầu tiên của mẹ thì về cái vấn đề là mẹ chồng nàng dâu và tính gia trưởng của người cha. Cái lúc mà mẹ mang thai em á thì sức khỏe của mẹ yếu. Và sau đó thì khi mà sinh em ra thì nó là thiếu tháng và sinh ra sinh con thì mẹ sẽ không được chăm sóc tốt. Một cái nữa là mới vừa sinh ra vài tháng thì mẹ em không chịu nổi được cái sự khắc nghiệt của bên nhà chồng nữa. Thì mẹ cũng đã bồng em để mà trốn đi, bỏ trốn đi. Nói chung là ám ảnh về gia đình ha. Mẹ ngồi với mẹ khóc luôn rồi kìa. Sao cô? Chính vì đó như là con gái là không lấy chồng đúng không? Rồi mình không khuyên gái lấy chồng hay sao mình cứ để về hoài hả? Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Vì mình thấy gái mình thì nó tùy duyên đi. Mình đã gặp nhau thì được cái người nào được mà cái nửa ghép trái tim nó vô thì em rất là mừng. Dạ. Chứ em cũng không muốn ảnh hưởng gì con. Nó đừng đi đường theo em. Anh thành tử nó chưa suy nghĩ tới. Nó lo ăn học được tập trung lại. Rồi chuyện này chuyện kia nó thành những cái chuyện đời nó chưa có quen được mối tình nào hết. Nó bỏ lơ qua một bên, không quan tâm tới. Hai mẹ con cũng cố gắng động viên nhau xóa đi cái nỗi buồn đó đi ha. Đừng có để nó ám ảnh hoài nha. Bây giờ mình thấy chàng rể tương lai này sao nè? Thì tùy duyên cho đứa con, nó thích hợp với nhau á thì nó đi tới đâu thì mình làm mẹ thì mình chiều theo con. Chứ mình không có cản trở con được. Tại vì đó là cái hạnh phúc của con mình. Mình đừng nên cản trở nó, không phân biệt giàu nghèo. Miễn là sống cho bình dân, mở rộng lòng từ bi ra mà biết thương người xung quanh mình. Mà mình thương người thì người ta mới thương lại mình. Phải biết vậy thôi. Em cầu mong là được vậy, là hai đứa nó về là em mừng rồi. Dạ trai. Dạ hôm nay em đi cũng một mình ạ. Rồi có ông Mai lo ha. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Bắt đầu đi. Anh có bó hoa tặng em làm kỷ niệm ra chương trình. Thì mong là em luôn giữ bó hoa này. Bác, em cảm ơn anh. Chụp hình bạn gái đang ôm bông kìa. Chụp 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 luôn. Dạ. Xin phép là chụp cả chị Lan luôn ạ. Đứng vô chú Linh chụp cho nè. Dạ. Đứng vô đi làm tắm. Dạ. Quá trời lăn xả rồi. Dạ, chụp vậy thôi chứ không biết có hình không. Dạ. Coi coi có hình không? Chắc là có rồi anh ạ, bởi vì là em xét sẵn rồi ạ. Lấy hình về quà ấy lên chân lên để bự bự nha. Dạ đây, em cũng có món quà muốn gửi tặng cho anh. Món quà này là một cái đồng hồ. Tại vì em nghĩ á là những cái lời hứa thì có thể là nó sẽ trở đi và nó sẽ không có ở lại mình. Nhưng mà thời gian nó sẽ chứng minh cho tất cả. Cảm ơn em, anh sẽ luôn giữ món quà của em. Đầu tiên thì em muốn hỏi là anh thì ngoài các sở thích chụp hình ra thì anh còn các sở thích nào nữa khác không? Nhưng mà anh chỉ thích những thứ lành mạnh thôi chứ còn cái gì mà không lành mạnh thì anh không thích. Một trong số những cái sở thích của anh ví dụ như là anh con trai anh rất thích trồng hoa.
trồng cây cảnh, nuôi cá cảnh. Anh thích trang trí nhà, nói chung là anh thích làm cho mọi người vui á, mọi người vui là anh thích làm đó. Còn em cứ em thì có một sở thích đó chính là nghe nhạc và rất là thích đi du lịch, đi phượt và đi trekking. Đối với em thì quan niệm sống của em, chuyện gì chuyện đó thì nó ra rất là rõ ràng, nó một là một, hai là hai, và một khi mà đã nói rồi thì phải làm, và nếu mà không làm được thì đừng nên nói. Tính cách của em thì nhìn nhỏ con như thế, nhưng mà một khi con người đó mà họ đã ngoại tình hay là lăng nhăng cái gì thì em sẽ bỏ luôn, và em sẽ không có cái vấn đề là bi lụy hay là cầu xin gì đó với người đó. Anh thì quan điểm sống của anh đơn giản thôi, mình phải cầu tiến, mình thấy sai là mình phải sửa chứ không bảo thủ, thế thôi. Anh cũng không thích là ích kỷ hoặc là nhỏ nhen quá. Người lại thích một sự phóng khoáng nhưng không phải là quá đà, đơn giản thế thôi. Em hãy nói ấn tượng của em khi gặp anh. Anh cũng là một người rất là đẹp trai. Cái việc mà anh chụp ảnh thì đó cũng là một trong những cái đam mê của em, và sau này thì nếu mà có thể thì em cũng rất muốn là anh có thể chia sẻ và hướng dẫn cho em về vấn đề chụp ảnh hơn. Rồi, thế này anh hứa. Mình hẹn hò sao nè? Anh thì làm tự do nên là công việc do mình sắp xếp được, nên là bất cứ lúc nào mà em có thời gian rảnh hoặc là thời gian mà hợp lý á, thì đều được. Em muốn hỏi là quan niệm khi mà trong hôn nhân của anh là như thế nào? Nếu mà anh mà lấy vợ á, thì anh sẽ xem ba mẹ vợ như ba mẹ của anh, và anh em nhà vợ cũng như anh em nhà anh, không phân biệt một cái gì cả. Đấy là quan điểm của anh. Và nếu mà trong tương lai mà khi mà anh lập gia đình là anh sẽ về quê ở với ba mẹ hay là anh sẽ tiếp tục công việc ở Bình Dương ạ? Hiện tại công việc trong này của anh thì cũng đang thuận lợi thì anh sẽ ở trong này. Còn ở quê thì anh chưa có hướng là về quê. Thật ra em không phải là một người phụ nữ mà sẽ luôn luôn và năn khăn sửa túi cho chồng. Tại vì bên cạnh công việc gia đình thì vẫn còn công việc của bản thân em. Với lại thêm một cái nữa là công việc của em thì là về biên tập viên, thì nó sẽ không có cố định thời gian. Có khi thì em sẽ về sớm, nhưng có khi thì em sẽ làm xuyên suốt ngày đêm, và có khi là sẽ không về nhà. Không biết thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về công việc của em? Với anh thì vấn đề đấy không quan trọng, miễn sao là vẫn một lòng hướng về gia đình là được. Còn công việc thì bắt buộc mình phải theo công việc rồi. Miễn là sao em đi làm, là em nói là em đi làm là được. Anh không thích là đi một công việc khác mà lại nói dối anh là đi làm, thế thôi. Còn giờ giấc thì phụ thuộc theo công việc của mình. Để cả anh như thế thôi. Công việc của anh thì làm tự do nên là giờ giấc nó cũng không cố định được. Có khi là 2-3 giờ sáng anh mới dậy anh đi rồi. Khi là 11-12 giờ đêm rồi anh mới về. Công việc của anh thì cũng theo sự làm việc của người ta đó. Công việc của anh sẽ kiểu như thế. Anh nghĩ rằng là các bạn sẽ tìm đủ mọi cách để gặp nhau. Nếu mà yêu thương nhau, công việc không là gì cả. Dạ. Đó, phải xem, bàn xem khoảng bao lâu thì mình kết hôn được, thích con trai con gái đầu lòng. Thử xem mình tưởng tượng anh cái tương lai thế nào. Nếu mà sau cưới anh rất thích đi tuần trăng mật, nếu mà tiến đến hôn nhân thì mình sẽ bàn sau. Khi nào thì anh muốn kết hôn? Anh nghĩ là sang năm, bởi vì năm nay cũng gần hết năm rồi, thì nó gấp quá, thì mình còn có thời gian yêu nhau, còn có thời gian tìm hiểu nữa. Em cũng nghĩ vậy, tại vì em cũng nghĩ là có thể là mình sẽ tìm hiểu trong thời gian một năm hoặc là hai năm gì đó. Thì hiện tại thì em vẫn chưa có ý định kết hôn, nhưng mà em sẽ có ý định là mình sẽ hẹn hò. Quan điểm về con trai con gái thế nào, nói cho nghe đi. Thì anh thì con trai cũng được, con gái cũng được, không sao. Em thì cũng vậy, thì con trai hay con gái gì thì tùy, miễn sao nó là con của hai chúng ta là được. Bây giờ mình nói chuyện nha, cũng nhiều rồi ha các bạn ha. Thử xem, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không là quyền của các bạn. Chuẩn bị. 1 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ. Nên là em xin nói là em rất là mến bạn gái. Em rất là mến mẹ của bạn, bạn chào cô. Sau những sóng gió cuộc đời thì có lẽ là cô là người rất là sâu sắc. Con rất là mến, nhưng mà xin lỗi là con không thể là con rể của cô được. Vì cũng vẫn rất mong là cô sẽ tìm được một con rể nào tốt hơn con, xứng đáng hơn con. Bởi vì cảm giác là em là chỉ mến em thôi. Chứ còn về cái chuyện yêu đương thì là không thể tiến tới được. Thì anh rất là xin lỗi về cái vấn đề này, em cũng đừng buồn. Em là một cô gái rất là dễ thương, rất là sâu sắc. Sẽ chúc cho em tìm được một người yêu thương em đến trọn đời. Cảm ơn. Không sao, trên sóng truyền hình sẽ có
hàng triệu người xem, sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho cô gái và cũng rất là nhiều cô gái bấm nút cho em. Chúng ta sống thật với lòng mình là được rồi, đừng dối lòng mình vì bất cứ điều gì cả. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Cũng có một chút tiếc nuối, có những giọt nước mắt. Đó là những cảm xúc rất là đa dạng, phong phú trong bạn mối hẹn hò. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ kết nối được nhiều cặp đôi hơn nữa, mà họ sẽ bấm nút nhiều hơn là không bấm nút. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thì sẽ cố gắng sống hiểu, chia sẻ và thông cảm. Hiểu, chia sẻ và thông cảm. Em gái, lý do hôm nay em muốn tìm một người bạn trai của em như thế nào? Dạ, nói chung là đối với em thì ngoại hình ưa nhìn là được rồi ạ. Nhưng mà còn tính cách thì em muốn tìm một người mà tính tình vui vẻ. Bởi vì công việc của em nó hơi bị áp lực một chút xíu, nên em muốn tìm một cái bạn nam mà vui vẻ để có thể về nhà mà hai vợ chồng có thể tự tạo ra niềm vui cho nhau ạ. Đơn giản vậy thôi hả? Cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình? Em không thích quá gia trưởng ạ. Rồi bạo lực, có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Bên kia có khuynh hướng bạo lực không em? Bạo lực thì không, nhưng mà gia trưởng thì em nghĩ em cũng có một chút xíu nào đấy. Đúng rồi, người miền Trung là hơi bị gia trưởng đó em. Em hỏi ảnh đứa coi anh gia trưởng là ví dụ sao, coi mình có chịu được không. Dạ, anh có gia trưởng nhiều lắm không anh? Anh nghĩ cái vấn đề gia trưởng là do anh nghĩ như vậy, nhưng mà theo anh nghĩ là do mình sống tự lập, từ hoặc là mình từ là tự lập đó. Dạ. Tất cả mọi thứ mình quyết định, gần như cũng ít khi vấn đề gì hỏi ý kiến người khác. Thì đâm ra tính tự lập thì cũng phải là tự lập, với gia trưởng thì hai cái nó nhưng mà nghĩ thì... nữa, có vợ vậy có gia trưởng không? Có đó. Thì trong một cái câu chuyện hay là một cái tình huống thì em cũng sẽ hỏi ý kiến tất cả mọi người, nhưng mà quyết định cuối cùng là em vẫn là vẫn... của em. Vâng, cái quyết định có nghĩa là em sẽ cái vấn đề của em là có nghĩa là vẫn tiếp thu những cái đúng. Nhưng nếu bây giờ mình là... thấy vợ mình đúng hết rồi thì mình chấp nhận, cái đó là quyết định, là mình chấp nhận. Là mình có để vợ mình quyết định không? Thì cái đó là mình quyết định, nhưng mà đấy là ý của vợ. Không cho vợ quyết định hả? Sao không trả lời lòng vòng dữ vậy? Sao chị ạ? Là giờ cuối cùng giả tỷ như mình thấy là vợ đúng đó. Sau khi một hồi phân trần qua lại là mình thấy vợ đúng đó thì nhưng mình mà có... anh sẽ làm quyết định chứ không cho vợ quyết định. Rồi anh có quyết định cái chuyện đó không? Em sẽ đồng ý với vợ quyết định vấn đề đó. Em sẽ đồng ý cho vợ quyết định vấn đề đó. Vậy là gia trưởng đâu, thấy chưa? Vợ đồng đúng thì để vợ đồng ý, vợ quyết định. Không chịu luôn. Có nghĩa là hai cái đó thì em cũng có thể là, tất nhiên em đồng ý rồi. Thì tất nhiên là chịu rồi đấy. Thôi à. Không, anh đôi khi là nếu gặp một người vợ cá tính hơn ảnh á thì sẽ lớn ác được thôi. Bởi vì tính anh này cũng hiền mà cũng không đến nỗi phải dữ dằn lắm đâu. Cái mẫu người bạn gái của anh là mẫu người như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là thứ nhất là dễ nhìn tí, rồi cao thì tầm 1m52 là được. Rồi nói chung là đừng có dữ quá, vì tình em cũng đâm rất là ít cãi nhau, không thích cãi nhau. Thường cãi nhau thì có thể là em bỏ đi hoặc là em không có nói. Đấy. Chứ không rồi, có bạo lực, không có vũ phu đúng không? Không phải là không. Dạ. Rồi đừng có sơn móng tay móng chân loe loẹt. Rồi không có. Tóc không có. Đừng có nhuộm cái màu nó y vậy. Này trời ơi, đưa tay ổng còn không tin nữa. Tóc nhuộm là sao? Tức là nhuộm tóc dễ thương mà. Không dễ thương thì được, còn đừng một xanh, một đỏ hay là một vàng gì đó. Cái đó là em không thích. Còn gì? Phụ nữ truyền thống quá hả? Còn cái gì dạ, không thích nữa không? Chắc là em thích như vậy thôi. À mình vậy là mình có làm dâu không? Mình ở một mình hay là... Em đang ở một mình. Ở một thì mình. Thì đây làm dâu chắc là không. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai luôn hay sao? Vâng. Mà muốn câu này anh Linh hay hỏi, tại vì mấy người này cũng gia trưởng á, mình muốn sinh mấy con, rồi sinh con trai hay con gái? Thì trai gái thì em nghĩ là không cần thiết, không biết giờ hiện đại không cần thiết, trai gái cũng được. Chắc không? Rủi nhưng mà giờ cổ không sinh được con gái con trai thì sao? Em không quan trọng. Không quan trọng. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì thời gian thì em cũng nghĩ là không quan trọng, quan trọng là hai người hiểu nhau. Thời gian ngắn hay dài điều đó không quan trọng. Rồi. Anh này gì cũng được hết. Chỉ có tí xíu ở cái chỗ mà gia trưởng đó em phải thuyết phục. Dạ, cũng vợ chưa? Tùy em, tùy tài năng của em. Anh được hết rồi đó. Hối lắm mà hả? Vâng. Còn nếu được thì bao lâu đám cưới? Cái đó giữa hai người tìm hiểu thì có thể là một năm hoặc là ngắn hơn cũng được. Ngắn hơn có thể hai năm cũng được. Được rồi. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Chưa, để anh coi bạn gái rồi đó.
coi mặt đằng gái con sao coi đi. Dễ thương quá. 29 tuổi mà trẻ quá ha. Nãy giờ em nghe nói thì em cảm nhận anh này có khó tính lắm không? Dạ, em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu. Nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. Được. Nói chứ anh cũng dễ chịu lắm, anh đầm tính. Anh nói vậy thôi, nói ra vậy thôi chứ anh nghĩ cái tính tình anh này rất là dễ. Em rất thích con người mà có tính tự lập với rất có nghị lực, em rất thích. Rất thích đúng không? Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Dạ thì hồi nãy em rất sợ là một con trai mà cờ bạc với bạo lực đó anh ơi. Không phải em có rồi. Anh chị có hỏi dù bạo lực rồi không có, giận là anh bỏ đi thôi, anh im lặng thôi. Em nghĩ gì nếu chúng ta gặp một người đàn ông không có một chút lãng mạn nào hết? Dạ thì em tự tạo ra lãng mạn cho anh ấy. Được. Cố gắng nha. Không có lãng mạn là cô ấy tự tạo lãng mạn đấy. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em ạ. Em gái ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi cho gặp em ruột. Đó, thấy thương. Em ruột dễ thương chưa? Chào em. Dạ. Nói đi em được em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào anh trai trên đấy và quý vị khán giả. Em tên là Hạnh, em là em gái của chị Hương. Thì ngày hôm nay đến với chương trình thì em cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo cầu nối cho anh chị được có cơ hội gặp nhau. Thì theo như nhận xét của em từ nãy đến giờ thì em thấy anh trai này khá hiền và tính của anh rất là chín chắn. Em mong rằng anh chị có nên tạo cho mình cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh trai nói gì với em gái tương lai đi em? Chào em. Có mẫu người chị y chang vậy đó là em thấy vậy là hợp gu em không? Thì nếu như mà hôm nay anh với chị em có thể sau này đến được thì anh hứa là anh sẽ chăm sóc tốt cho chị của em. Cảm ơn anh. Có chăm sóc luôn em không? Chăm sóc chị thôi, chăm sóc luôn em à, chăm sóc cả nhà luôn à, được không? Cái vấn đề chăm sóc về gia đình thì tất nhiên là phải rồi. Thấy anh hiền không em? Hiền khô rồi, không chị em không biết anh luôn á. Rồi, em đi với ai? Mình hỏi ý kiến cái coi, trai. Tại em đi với Di, với Dường, với một cô em gái. Di với Dường với cô em họ. Ý kiến gì đi Di với dạ, bạn ha. Dạ chào dì ạ, dì cho ý kiến cái gì? Chào chú Quỳnh Lý và chào cô Cát Tường, chào các bạn khách chương trình. Lâu lắm rồi chẳng được gặp, hôm nay được gặp mặt thì cũng rất vui. Hôm nay đến dự chương trình thì cũng câu cháu cũng lớn tuổi rồi, năm nay 34 tuổi rồi. Nhà cửa thì ổn định hết rồi, công việc cũng ổn định. Thì câu mong cho cháu để nhanh có gia đình. Cô thấy nàng dâu tương lai bên kia được không? Thì thấy cháu vậy thì tuy để cháu nhìn mặt để cháu quyết định thôi gì không nhưng theo gì thấy sao được không? Thầy khi thấy thì cũng nói chứ gì chẳng biết sao nói hết. Vậy chị hai cháu gặp mặt nhau để nói chuyện để tự tìm hiểu lấy. Nhưng mà hỏi gì cái gì theo gì giờ ý không? Cái đó ý gì gì thấy ưng không? Thấy ưng bụng không á, thấy dễ thương không? Thì nói thôi, Di chẳng nói gì hết. Hai cháu nhìn mặt được quyết định. Dì cương quyết không chấp hả? Đưa Dượng đi. Em gái đi, trời em ơi. Gái đi. Chuyển qua luôn kia. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị bên này á cũng dễ thương. Thì tính tình thì em cũng không rõ, nhưng mà em thấy chị là cũng lớn tuổi đó. Thì bây giờ cần một người vợ chín chắn như vậy á. Em thích chị, em muốn là anh bấm nút cho chị. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đó. Thôi kéo màn lên. Rồi cho hai bên gặp mặt nhau nha. Kéo màn lên. Thì lần đầu tiên gặp mặt anh tặng em bó hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì suy nghĩ của mình nãy giờ. Lòng này cũng rúng quá, không biết em hỏi gì đấy. Dạ, hồi nãy vậy thì em xin phép em hỏi trước nha anh nhé. Dạ, thì sau khi khéo mà lên xong rồi á, anh nhìn thấy em thì anh có cái ấn tượng nào không? Tại hồi nãy em đã phát biểu cả ấn tượng về cái ấn tượng của em đối với anh qua màn rồi. Dạ, anh thử cho em. Thì ấn tượng của anh là thấy như người mà anh muốn là anh lúc nãy anh nói thiệu phân và là người gọi là gã trắng. Thì anh hơi đen, anh muốn thì đầu tiên là về giá này là anh ok giá ok còn lúc này anh
nhất dáng gì da đó. Dạ hồi nãy là em có nghe anh nói là anh không có thích mà phụ nữ nhuộm tóc á, thì em có hơi nhuộm chút xíu có sao không anh? Nhuộm này thì không sao. Dạ. Anh chỉ sợ là nhuộm xanh đỏ tí mang. Dạ, nhà em mà em nhuộm như vậy ba mẹ em cũng không cho. Thì theo em thì lúc nãy anh chị Tương có hỏi anh là bao thời gian bao lâu có thể kết hôn được, thì theo ý em là sao? Dạ nói em là cũng tùy theo cái mình tìm hiểu, nếu được thì trong vòng một năm là cũng được ạ. Một năm được. Dạ. Còn em có quan niệm được không? Khi sinh con trai gái hay không? Dạ à, đối với em thì con nào, tại vì là phụ nữ là có thiên chức là mẹ, cho nên là đối với em thì con trai con gái gì thì cũng thương hết. Nhưng em chỉ sợ bên chỗ anh có cái phải yêu cầu là con trai không ạ? Anh thì gia đình của ba anh em trai. À dạ. Nên anh rất là thích con gái. Như vậy cũng đỡ đúng không anh? Không có áp lực hả anh? Dạ, hiện tiền bạc kinh tế thì như thế nào? Ai quản lý? À cho anh hỏi là hiện tại là em ở chỗ nào biết không? Dạ em ở phường Trảng Dài á anh. Trảng Dài à? Dạ anh có, anh ở chỗ nào nhỉ? Anh ở phường Tân Phong. Vậy là từ nhà anh chạy thẳng là tới nhà em đó anh? Chắc là vậy gần rồi. Bây giờ là đã đi gần gặp nhau rồi không? Đã có khi gặp rồi nhưng mà tại mình chưa để ý thôi. Dạ. Thì anh nghĩ là hôm nay thì mình cũng dù sao là có cái duyên thôi. Dạ. Đến lên chương trình này. Dạ. Cũng qua bao nhiêu vậy? Thì anh nghĩ là hai nhà mình nên cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Dạ. Thì mình hẹn hò như thế nào? Thì có thể là từ từ mình mới biết được. Dạ. Thì theo như là em cũng nghĩ là tại vì trên chương trình thì mình cũng chỉ có gặp nhau và nói chuyện cũng có thời gian có hạn thôi, chưa có tìm hiểu được nhiều. Cho nên là nếu mà muốn biết một con người mà tốt hay xấu hay như thế nào, có hợp hay không, thì em nghĩ là nên có nhiều thời gian để mình tìm hiểu thì mới là tốt. Cái quan trọng là lần đầu tiên các bạn mắt nhìn mắt á, có ấn tượng cảm giác gì chưa thôi. Cảm nhận gì chưa, rung động gì không? Cảm nhận về người đối diện như thế nào? Từ nãy đến giờ là em rung lắm rồi nên giờ em cũng không biết làm sao. Em thấy trong người nó có khác gì không? Dạ, em hồi hộp quá. Trạng thái nó khác rồi ha. Dạ, trai thì sao? Thực lòng là em cũng hơi rung, như nên là nhiều lúc nó lờn nhịp